Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream của DKI Brow & Beauty. Và hiện giờ trước màn hình ống kính đây thì mình có một vị khách nam mà anh ấy vừa trải nghiệm xong cái dịch vụ hair shop tại DK. Và chúng ta cùng quan sát cái tình trạng cũ của anh trước khi làm các bạn nhé. Thì mọi người có thể thấy là cái tình trạng lông mày cũ của anh này, về phần lông mày rất là thưa thớt. Đấy, ngoài ra thì cái dáng lông mày của anh nhìn nó cũng không được nam tính cho lắm. Nên là nhất là cái phần đuôi lông mày rất là thưa. Đó, và khuôn mày thì không theo khuôn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng quan sát cái sản phẩm sau cùng khi mà anh đã vừa trải nghiệm cái dịch vụ hair shop tại DK nhé mọi người nhé. Và như mọi người quan sát đấy thì phần lông mày đã có khuôn này. Đấy, rất là đẹp. Và nhìn nam tính hơn rất là nhiều. Cái phần đuôi này thì Master Morning của chúng ta thì đã xử lý cái sợi rất là bay bổng, sợi 3D siêu thực. Và với cái công nghệ hair shop này và như chúng ta có thể thấy thì da của anh cũng lộ chân lông khá là to, cho nên là lựa chọn cái công nghệ này rất là sự lựa chọn rất là thông minh. Đó thì sẽ để được và mình sẽ chơi được lâu hơn này, cái tuổi thọ của nó sẽ kéo dài hơn. Anh ơi cho em hỏi một xíu là trong cái quá trình làm lông mày ấy, thì anh thấy thế nào ạ? Thứ nhất là mình cảm thấy cái dịch vụ của mình rất là chuyên nghiệp. Mình cảm thấy rất là chuyên nghiệp và các bạn tư vấn rất là tận tâm. Và thứ hai là cái quy trình cũng rất là nhanh gọn và mình cảm thấy rất là mình thì chưa nhìn cái lông mày của mình bây giờ như nào, nhưng mà mình cảm thấy rất là mọi người khá là khen và có vẻ như là nó đáp ứng được cái nguyện vọng của mình. Vâng, bây giờ em sẽ cho anh ngắm nhìn cặp lông mày của mình nhá. Vâng, anh thấy sợi lông mày thế nào ạ? Rất ok. Khuôn lông mày nhìn cũng nam tính rất là nhiều rồi đúng không? Mình lưu ý giúp em là mình sẽ tránh nước khoảng 7 đến 10 ngày cho đến khi lông mày bong giúp em nhé. Ngoài ra thì với công nghệ tại DK thì anh không cần phải ăn kiêng bất cứ một thứ gì cả. Và cái phần lông mày này thì anh cũng thấy có thể thấy là nó không hề bị sưng nề, cái vùng da của mình không hề bị ảnh hưởng, rất là an toàn. Đó thì sau 2 tháng thì có thể là màu nó sẽ đẩy lên và ổn định đẹp hơn anh nhé. Vậy thì sau khi mà trải nghiệm xong dịch vụ tại DK thì anh có cảm nhận gì về tay nghề của chuyên gia cũng như là về các bạn chăm sóc anh không ạ? Về chuyên gia thì rất là giỏi và rất là chuyên nghiệp. Còn về các bạn tư vấn thì cũng rất là nhiệt tình. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy cho em hỏi thêm một xíu nữa là vì sao mình lại biết đến DK đấy hả anh? Mình được bạn bè giới thiệu đến. Và bạn của anh đã từng sử dụng tại DK giới thiệu đúng không ạ? Vâng, và nếu như mà mọi người cũng muốn, nhất là những anh nam giới mà muốn sở hữu những cặp lông mày mà năng tính và tự nhiên như thế này thì các anh hãy đừng ngại ngần mà hãy đặt lịch trước qua fanpage hoặc là có thể inbox trực tiếp qua page của DK để nhận được những sự tư vấn nhiệt tình nhất mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.